Xin chào anh em nhé, Phan Huy đang có mặt tại Phan Mô Tô. Hôm nay là 30 Tết rồi, thời gian chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc năm Canh Tý và bước sang năm mới Tân Sửu. Thì như anh em thấy rồi đấy, năm Canh Tý vừa qua thì ngay từ đêm 30 thiên tượng đã báo trước rồi, mưa đá rồi thiên tai dịch bệnh hoành hành suốt một năm chưa từng có trong tiền lệ luôn. Đấy, bản thân Phan Mô Tô thì cũng phải rất là nhọc nhằn mới vượt qua được năm vừa rồi. Đấy, nhưng mà thôi, cho đến giờ phút này chúng ta còn được bình an nói chuyện với nhau là tốt lắm rồi. Năm mới Tết đến thì thay mặt Phan Mô Tô, Phan Huy xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả anh em biker cả nước nói chung, cũng như anh em biker đã qua mua xe và ủng hộ sản phẩm của Phan Mô Tô nói riêng. Lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, vạn sự như ý, bình an và toàn thắng. Đấy, năm mới Phan Huy và Phan Mô Tô xin hứa tiếp tục đưa tới anh em những chiếc xe đã qua sử dụng với chất lượng cao nhất, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Xin hứa nếu Phan Huy không làm được, anh em cứ chặt đầu tôi đi. Đấy, trong năm vừa qua thì có những lúc anh cũng mải chơi, không toàn tâm toàn ý cho công việc thì mọi chuyện nó cũng không được suôn sẻ lắm, thì anh xin lỗi. Sang năm tới thì anh hứa là những cái điều sẽ còn khiếm khuyết trong năm cũ thì anh sẽ hạn chế và anh sẽ tiếp tục đưa Phan Mô Tô vĩ đại trở lại. Đấy, nha. Sang năm mới anh sẽ tiếp tục đưa Phan Mô Tô vĩ đại trở lại. Nếu anh không làm được thì anh xuống để cho các em lên. Đây nhá. Khép lại một năm Canh Tí nhá. Về quê ăn Tết, hôm nay 30 rồi không làm nữa. Chào tất cả anh em nhá. Hẹn anh em sang năm. La 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 la.